Hello anh em, xin hỏi anh em đã ăn măng tre đồng bao giờ chưa? Nếu anh em nào chưa ăn măng tre đồng thì hôm nay tôi giới thiệu cho anh em món măng tre đồng nha. Măng các anh em là ăn măng luồng, măng nứa, măng rang nhưng mà không bằng măng tre được anh em ạ. Riêng mùa này là mùa tháng 5 mà ăn măng tre nấu ngoé thì thôi rồi, không phải nghĩ. Anh em theo chân mình đi lấy măng tre đồng nhá. Đi anh em ơi. Đây đã lên chỗ đây anh em mình đi lấy măng nhá. Đây dưới kia có một cây kìa. Đấy, tôi xuống lấy nha, anh em theo chân tôi xuống lấy nha. Anh cứ đứng trên đây thôi, đứng xuống lại. Đây trong này một cây to này. Đây anh em ơi, măng tre của anh em mình đây, anh em thấy chưa? Đấy, tôi được một cây rồi đây. Măng tre này là măng tre đồng anh em nhé. Đấy, hơn các loại măng nứa, măng rang kia rất nhiều, nhưng mà lấy cái loại này thì khó hơn măng nứa, măng rang rất nhiều, vì măng nứa, măng rang nó không có gai. Loại này nhiều gai lắm, vào mà lấy được một cây rất chi là khó, rất vất vả mới lấy được một cây. Quên mất cái mang cái ra. Anh em ơi, tôi chưa rất chi là khó lấy, rất chi là vất vả mới lấy được một cây. Đây anh em nhìn thấy thành quả chưa, còn cây trong này nữa.
thấy thành quả cho con mình chưa? Anh chà. Đây là thành quả của mình anh em nhá. Đây. Rách hết cả tay. Đây. Thành quả của mình đây anh em. Bỏ đây nhá. Bỏ một cốp xe. Anh em mình mang về. Tí anh em mình sẽ làm nhá. Tôi sẽ dạy các bạn làm món măng tre. Lại đạp bớt đi một khúc. Đây bỏ hơn. Không. Tí này không lại. Rồi. Yeah, tí nữa anh em mình về làm nhá. Đây mình lại tìm thấy một cây kia rồi. Anh em mình theo chân tôi xuống nha. Không có đứng trên này ăn zoom là được. Tôi sẽ xuống ăn cả. Cây này nghe vẻ dễ lấy hơn. Rất lắm gai các bạn ạ. Đây là tre đồng quê tôi nhá. Đây là sông quê tôi nhá các bạn nhá. Bờ đê đấy. Bờ đê sông quê tôi nhá. Đây là đúng chất quê tôi, đúng chất tre đồng đấy. Hơi khó lấy một tí nhưng cái này mới là cái ngon. Yeah. Vẫn còn. Phần thưởng có những người biết cố gắng. Đó là rất nhiều. Vâng thưa anh em, đây là phần thưởng của những người biết cố gắng. Ây da. Anh em theo chân tôi. Anh em mình về làm món tre măng thật là ngon anh em nhá. Rồi. Đây. Rất chi là nhiều. Rất chi là nhiều. Ây da. Ây da. Sản phẩm. Sản phẩm của những người biết cố gắng.
Đây, nhét vào đây nhá. Anh em mình lại đi tiếp nào. Sản phẩm mình vừa kiếm được. Đúng tre đồng chưa các bạn? Tre này thì ăn ngon không tì vết anh em ạ. Rất chi là ngon luôn. Đây hai bụi tre đây nhá. Đấy, anh em theo chân tôi sang vào đấy để kiếm măng nhá. Măng tre chuẩn đấy nhá. Lượng của anh em mình đã được rất nhiều. Đầy được một cái cốp ở đây anh em ạ. Rồi, anh em cùng mình đi về làm nhá. Đi. Đấy, hello anh em. Đây nhá, cái măng tre mà chúng ta vừa đi lấy được về đây nhá. Đấy, các bạn nhìn đây này. Nhìn cái măng tre này. À, cái măng tre này là anh em mình vừa đi lấy về xong. Đấy, anh em trước khi thì anh em mình chuẩn bị một ít nước và cho muối vào nha. Đấy, anh em cũng cho một ít muối, muối hột được, muối iốt được. Anh em cho một ít muối hòa với nước lên. Đấy, để anh em mình rửa măng. Cái này thì nó rất dễ thôi, anh em mình thái măng vào thẳng với cái nước muối này để rửa măng nhá. Đây.
Đây, tôi thái cho anh em xem một cây nhá. Đấy, những cái đoạn non đoạn mềm của cây măng đây anh em ạ. Đoạn non đoạn trắng không? Tất cả đoạn non trắng này của cây măng là anh em mình thái hết. Thái hết đoạn non thôi anh em mình thái sang đoạn khác nha. Đấy, ví dụ anh em thái hết đoạn non bên này thì em cắt đi, cắt cái đầu mặt này này. Đấy, xong em thái sang đoạn bên này. Bóc ra nhìn, bóc ra là anh em mình thái đoạn này. Đấy, cứ đoạn non anh em mình thái, cứ đoạn nào màu trắng non thái là được. Anh em thái mỏng nó nhá, đừng thái dày quá. Đoạn non rồi thì anh em mình lại cắt cái đoạn dài ấy đi. Đấy, anh em cắt ra cái đầu mặt ra phát ra, anh em nhìn chưa, non búng luôn, trắng tinh. Cắt đến khi nào mà lên tới ngọn này anh em mình chẻ ngọn ra phát là ok. Đây, tôi cắt hết cái khúc này là tôi bắt đầu chẻ ngọn cho anh em xem nhá. Đấy, anh em chẻ ngọn đi, cắt một đoạn này đi này. Cắt một nửa thôi, bẻ ra này, anh em tước ngược phát ra đường này. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, đây là cái ngọn của cây măng nha. Đấy, anh em nhìn thấy ngọn của cây măng chưa? Bây giờ anh em thái tùy thích, tùy ý thái theo kiểu nào cũng được. Như tôi thái được ít ngọn rồi thì tôi chẻ ra này. Đấy, anh em nhìn cây măng này, khi mình chẻ ra đẹp chưa? Măng mình chẻ ra đây. Đấy, những cái ngọn măng mình chẻ ra này, anh em nhìn có như cái cây không? Đấy, mình tiếp tục thái cây mới này nhá. Cây này là cây ngắn vừa lên xong, anh em chọn những cây như này mới ngon này. Cây mới này anh em mình chẻ ngọn luôn nha.
anh em nhìn thấy cây măng mới chưa? Nó là một cây măng củ luôn. Chúng ta cũng thái ra như vậy là chúng ta ngâm. Ngon chưa? Mình để chẻ ra nha. Rất chi là ngon anh em ạ. Anh em thấy ngon không? Cái măng của mình anh em thấy ngon không? Ra cái này nó bóc này. Đấy. Đấy, cây măng. Cây này là cây cuối cùng anh em nhé. Mình đã thái hết rồi anh em ạ. Xong rồi mình bắt đầu cho vào ngâm. Ngâm chua bình thường đấy. Ngâm chua để chúng mình nấu ấy. Là mình đã gì xong chỗ măng rồi anh em nhé, rất nhiều anh em ạ. Đấy, chúng ta rửa qua măng đi, chúng ta lấy một chậu nước sạch đây. Chúng ta chuẩn bị một chậu nước sạch này, cho thêm nước vào cho nó ngập măng nha. Chúng ta chuẩn bị một chậu nước sạch này, chúng ta cho một nắm muối vào này. Đấy, chúng ta cho một nắm muối vào nha. Cho một nắm muối vào, chúng ta ngoáy đều lên. Đấy, nếu mà ai muốn ăn nhanh mà muốn là đến mai ăn ngay ấy, thì chúng ta cho một thìa đường. Còn nếu không thì chúng ta không cần cho đường. Chúng ta rửa sạch cả bên này đi. Rửa sạch măng ở bên này đi. Đấy. À, khi rửa sạch chúng ta chuyển sang đây. Và chuyển sang từ đây là chúng ta để chúng ta ngâm khoảng 2 ngày đến ngày thứ 3 là chúng ta ăn được. Hôm nay chúng ta làm là ngày kia là măng đồ chua ngon là chúng ta ăn được. Mà để như thế này chúng ta có thể ngâm như thế này chúng ta có thể để được nửa tháng, để được hàng tháng. Chúng ta ăn cái măng của chúng ta vẫn là măng chua, không chất bảo quản, không cho một cái gì vào cả, không màu như cái cây măng kia này. Sợ cho ve vào cho nó vàng rồi cho cái nọ cái kia vào, nhưng mà cái măng này tự nhà mình ngâm luôn, cây măng không vàng, cái măng này không vàng mà nó trắng rất đẹp. Măng này nó chua trắng tinh, trắng kiểu màu trắng sứ ấy, trắng ngà đấy, rất đẹp anh em ạ. Mà cái măng này giòn ngon, tôi khẳng định luôn các anh em mà làm anh em ăn thì không có cái măng nào mua ở ngoài mà ngon được bằng cái măng này anh em mình tự làm. Nhà tôi rất hay làm măng này anh em nhé, có kinh nghiệm rất nhiều rồi và làm rất nhiều rồi. Đây anh em nhìn chậu măng đây, đấy, đây là chậu măng của
Mình khi lấy buổi trưa đi lấy măng về nha anh em nhé. Nếu mà ăn thì ra một gia đình thì ăn chắc phải một tuần. Đấy. Đây là mình giới thiệu cho cách làm măng chua, măng tre làng nhá. Măng tre quê cho anh em nhá. Để đây ngâm.